Huyện Thạch Thành phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức tập huấn nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý cho hơn 200 đại biểu là bí thư tri bộ, trưởng phó các tổ chức đoàn thể ở thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các tổ viên tổ hòa giải và người dân xã Thành An, Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý giới thiệu những chính sách của nhà nước về trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý theo luật trợ giúp pháp lý, phổ biến các nội dung cơ bản của một số luật nghị định và các chính sách liên quan trực tiếp đến người dân để người dân nắm và cách thức liên hệ với tổ chức trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu. Ngoài ra, báo cáo viên còn chia sẻ những tình huống cụ thể cùng với những căn cứ pháp luật giúp các đại biểu hiểu và dễ nắm bắt nội dung truyền đạt qua hội nghị nhằm giúp người dân nắm rõ hơn các quy định của pháp luật nâng cao nhận thức về trợ giúp pháp lý qua đó có cơ hội tháo gỡ các vướng mắc về pháp luật xảy ra trong đời sống thường ngày giảm thiểu tình trạng khiếu kiện tranh chấp không đáng có góp phần ổn định trật tự an ninh tại địa phương